thấy là giữa một cái môi trường rộng lớn có một cái vườn hoa giữa hoa ly tím rộng khắp kèm theo với cái hoa nó rất là thích, nó tràn ngập cái sức sống. Lúc mình làm ấy thì mình làm giống, mới trồng cái hoa này để bán cho người ta trưng rằm này, trưng rằm. Nhưng mà mấy ông chụp hình ông thấy đẹp quá thì ông ấy xuống ông ấy chụp, xong rồi ông ấy mới bảo mình trồng thêm mấy thứ hoa nữa, có hoa lộ hoa kia cho người ta chụp cho nó có cảnh đẹp. Thế là mình nghe lời người ta thì người ta bày cho, thì mình làm thí nghiệm thì thấy nó cũng, người ta đưa khách đến chụp thì cũng thấy hiệu quả, thì bắt đầu mình chuyển đổi sang về trồng hoa cho người ta chụp hình đám cưới. Trước khi người ta xuống vườn mình thì mình chuẩn bị mấy bó hoa, các loại hoa là mỗi thứ mấy bó, xong mình để sẵn vào trong cái thùng nước để cho tươi đấy, xong rồi họ ra vườn cứ đưa cho họ màu hoa gì thì đưa màu hoa đấy, bó hoa đấy cho người ta ra người ta cầm chụp cho nó đẹp. Mình cứ phải trồng luân phiên đi thì chỗ này tàn thì là lại có chỗ khác cho người ta chụp, thì là lúc nào mình cũng có hoa chụp quanh năm. Ngày cao điểm nhất thì như hôm qua đấy thì thu được 1,5 triệu.